lớn. Cây này thì khoảng 3 năm tuổi rồi, nhưng mà nó không lớn nổi. Nó không lớn nổi không phải vì nó không phát triển được, mà vì ở đây người ta nhân giống quá nhiều. Cây này của công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Cây Giống, và nó ra bao nhiêu cành thì người ta cắt nhân giống hết rồi. Đây, như ở đây là những cái vết cắt này, đó là những cái vết mà người ta nhân giống trước đây. Đây, trên cây thì đầy chít chít vết cắt, và bởi vì nhân giống nhiều quá như thế cho nên cây này nó không lớn được. Cái cây 3 năm tuổi rồi mà chiều cao chỉ khoảng hơn 1 mét thôi, tán rộng thì cũng chỉ khoảng 1,5 mét thôi. Đây đang có một cây nhân giống này. Cây này là cây chiết, để ta xem nó có rễ chưa. Hoàn toàn chưa có rễ. Đó, một cây chiết. Chiết thì lá nó đổi màu, nó hơi vàng một chút. Còn những cây mà không chiết thì lá nó tím. Nó cũng không tím 100%, nó nửa tím nửa xanh. Nếu như ra nắng thì nó sẽ càng tím hơn. Như cái lá này, đây là một lá tím này. Còn những lá mà nó ít nắng hơn thì nó xanh hơn. Đây, như lá này. Nhưng mà cái cọng lá thì nó vẫn tím, cái chồi cây nó vẫn tím, và cái cả cái thân cây non nó cũng tím luôn. Đây, tôi sẽ cạo thử một phần da ra xem nha. Đây, đó, màu tím rõ rệt. Nó tím tất cả thân cây của nó, rễ nó cũng tím. Đó là đặc điểm của giống nhãn này. Rồi về nói về độ ăn ngon hay là chất lượng thì nó cũng hoàn toàn bình thường thôi. Nó giống nhãn lồng, không ngon hơn nhãn lông gì cả. Chỉ đặc biệt có mỗi một màu tím là nó hơn thôi. Và điểm yếu hơn là bộ rễ nó yếu hơn. Bộ rễ nó yếu hơn những loại nhãn bình thường. Chất lượng thì như nhau, và một màu tím đặc trưng.